Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay Phương Văn đi review hội chợ xuân. Ở đây là đang ở chỗ Vigamon, trung tâm Vigamon nha quý vị khán giả. Thì Phương Văn sẽ đi review những cái khung cảnh ở đây như thế nào để cho quý vị khán giả xem. Ở đây là trung tâm của Vigamon. Một trong những trung tâm thành phố, một trong những trung tâm lớn của thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều bà con đến đây để vui chơi giải trí. Bây giờ Phương Văn sẽ đi review cho quý khán giả xem ha. Ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay thì nói chung là bà con cô bác rất là phấn khởi vui mừng khi mà đại dịch Covid-19 đã đi qua, thì tất cả chúng ta cũng như là tất cả quý bà con đều rất là hân hoan khi mà đón một cái năm mới mà đầy đủ bình yên như thế này. Đây là Phương Văn xin phép chia sẻ những hình ảnh của bà con cô bác ở đây là trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị khán giả. Bây giờ Phương Văn sẽ review lại. Ở đây là một trong những cái trung tâm lớn thành phố Hồ Chí Minh nè. Quý bà con thấy là ở đây có tòa nhà cao 7 tầng. Bây giờ Phương Văn sẽ đi review từ từ, từ phía ngoài đầu cổng cho tới phía cuối cổng, coi mùa xuân rực rỡ như thế nào quý bà con. Và ở đây chúng ta thấy là ở đây trang trí rất là đẹp, rất là hoành tráng, nhiều người đến đây check in, và đặc biệt là trang trí rất là đẹp ha. Năm nay là năm con rồng cho nên là ở đâu cũng có cái dáng rồng hết trơn quý bà con. Đây nè, đó, đây là Phương Văn thấy ha. Ở đây là làm dáng rồng rất là đẹp ha. Ở đây người ta trang trí là những nghệ nhân người ta làm cái tắt đó quý bà con. Đây là con rồng uốn lượn này, đó, rất là hoành tráng luôn. Rất là nhiều bà con đến đây để chụp hình lưu lại kỷ niệm đó. Và đặc biệt là ở đây là cái tháp mà nón lá này, cái tháp mà nón lá được bà con rất là nhiều người đến đây chụp để lưu lại kỷ niệm. Đây Phương Văn đang đứng đây đó, view lại cho tất cả quý khán giả xem cái hội chợ một cái Tết như thế nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Trang trí rất là đẹp ha. Đó, ở đây quý bà con thấy cái nón lá nè, đó, Phương Văn view ha. Đó, cho nên là ở đây được rất là nhiều bà con đến đây để chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp nơi đây. Cái đoạn này chắc là dính nhạc rồi, cho nên là nếu mà có gì thì Phương Văn sẽ cắt nhạc. Đó, đây, đó, khúc này là dính nhạc, dính bản quyền rồi. Đây thôi. Đó, dính bản quyền rồi, dĩ nhiên là nhạc lên là dính bản quyền rồi, không tránh khỏi ha. Đó, đây. Thôi Phương Văn cứ đi thôi. Đó, check in cho tất cả quý khán giả xem khung cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái đường nhỏ thôi ha, trước trung tâm của Vigamon. Chứ còn đường qua Nguyễn Huệ thì làm con rồng dài cả trăm mét ha. Ở đây cái đoạn nào mà có dính nhạc thì về trung tâm tách ra thôi. Đó. Đi một đoạn là dính nhạc là bị dính bản quyền. À,
ở đây trang trí rất là dễ thương quý bà con ơi. Phương Văn đi từ đầu tới cuối đưa cho quý khán giả xem. Đó, ở đây là hết hết cái đoạn đường đằng trước cổng mặt tiền của Gigamon ha. Bây giờ Phương Văn đưa lại cho quý khán giả xem. Đây là cái cổng đi vào. Đó, đây là cái cổng đi vào xuân 2024 trước cổng ở trung tâm thương mại của Gigamon. Một cái đoạn đường thôi nhưng mà trang trí rất là ý nghĩa. ở đây dừa nè, đó dừa này ăn được nha, dừa này là ăn được nha, dừa này dừa thật nha quý bà con, dừa này dừa thật. Đó, ở Sài Gòn mà tìm được cái tìm được chiếc thuyền này cũng là hay đó. Thuyền hoa xuân. Ở đây mà quý bà con thấy trang trí Cô Ba Sài Gòn làm cái mái ngói cũng rất là dễ thương ha. Ngày xưa là tiệm Cô Ba Sài Gòn, đây có một cô gái xinh xắn ha, một cô gái xinh xắn. Đây là khung cảnh nhà mai Cô Ba Sài Gòn ngày xưa trước năm 75 á. Đó, quý bà con thấy là để Phương Văn vô tận cảnh đây. Các chị em tới đây rất là vui là khi chụp cái cảnh mà Cô Ba Sài Gòn trước năm 1975. Và quý bà con thấy đây phải nói là năm nay là một cái năm mà Việt Nam cũng như là tại cả thế giới đều bình yên. Nói gọi là vì Covid đã đi qua, mọi cái lại lắng xuống thì bà con năm nay rất là hớn hở. Đây là chiếc xe mà cổ ngày xưa rồi quý bà con. Đó, đây chiếc xe cổ ngày xưa ha. Đi lại để mình cũng check in. Đó, quý bà con thấy. Đó, mình cũng check in trong cái khung cảnh cùng với đón Tết năm mới ha. Bây giờ Phương Văn sẽ đứng giữa đứng giữa cái dạ chị ở đây ai dạ ở đây là khung cảnh mà Cô Ba Sài Gòn ngày xưa ngay giờ nhà mai đâu quý bà con, đây là nhà mai đó. Đây và có cái đây quy cho bà quý bà con xem, đây là thật. Đó, đây là Phương Văn sờ vô đây, đây là cái máy may mà ở nhà ngày xưa này, nhà mình có máy may này nè. Đó, rồi những cái trang phục áo dài truyền thống ngày xưa. Đó, và tất cả này, đó, trang trí rất là đẹp nha quý khán giả, rất là đẹp. Rồi, đây là một vị khách mà làm mẫu đây nha quý khán giả. Đây là vị khách làm mẫu nè. Rồi Phương Văn cũng tiến vào đây. Đó, Phương Văn cũng tiến vào đây. Phương Văn ngồi đây nha quý khán giả. Đó, đây Cô Ba Sài Gòn đây quý khán giả ơi. Đó, dễ thương không? Đó, Phương Văn tận tay sờ được cái máy bay cũ ngày xưa trước năm 1975 ha. Đó, và đây là những cái trang phục áo dài. Đó, những trang phục ở nhà ngày xưa ha. Và bên đây nữa là cái lồng đèn. Đó, quý bà con thấy lồng đèn ha. Dạ, dạ, cô đi chị. Rồi, bây giờ Phương Văn đi từ từ. Quý bà con thấy ở đây cũng có trang trí là cái nồi bánh chưng, bánh tét làm mẫu. Nhưng mà thật sự ở dưới quê á, thì cũng giống như vậy thôi ha. Ở dưới quê thì cũng nấu bằng củi, nấu bằng củi cũng y chang như vậy. Cái nồi bánh chưng bánh tét như này nào quý bà con. Đó, Phương Văn dở lên nha. Đó, đây là cái nồi bánh chưng bánh tét. Này, bây giờ Phương Văn dở cái nồi bánh lên nha quý bà con. Đó, đây. Đó. Đó.
thì khung cảnh Sài Gòn xưa trang trí ở đây thì rất là đẹp. Đặc biệt là cái chỗ mà Cuba Sài Gòn đó thì rất là nhiều quý chị em, rất là nhiều quý chị em làm mẫu chỗ cái khung cảnh Cuba Sài Gòn. Cái tiệm mai này là cái tiệm mai nổi tiếng trước năm 1975 ở Sài Gòn, chỉ có cái tiệm ba cô ở tiệm mai Cuba Sài Gòn và được dàn dựng lại tới ngày hôm nay, rất là nổi tiếng. Cái khu trong đây thì rất là đẹp luôn, rất là đẹp ha, và nhiều khung cảnh để mình check in. Thôi bây giờ Phương Văn sẽ di chuyển. Ở đây là hiện tại là có nhạc rồi, cái dính bản quyền là Phương Văn sẽ đi nước qua. Nếu mà dính bản quyền thì về là phải cắt cho rồi. Đi hiện tại là trời cũng còn nắng tầm khoảng 5 giờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi luôn ha. Nhưng mà rất là vui khi gia đình của các vị khách đi cũng chuyên nghiệp lắm, cũng cầm cây quay, cũng cầm đạo cụ đây để đi chụp hình. Đó. Ở đây là coi như là Phương Văn quay để làm kỷ niệm luôn. Rồi, bây giờ Phương Văn sẽ đi qua thăm những cái khung cảnh khác nha quý bà con. Phố Ông Đồ, ở đằng kia là có phố Ông Đồ quý bà con ơi. Phương Văn xem ha, ở đây là trang trí rất là đẹp, có phố Ông Đồ rồi những câu đố, và đưa lại cái cảnh mà trước Gigamon và cho quý bà con xem ha. Đó, phố đông vui tấp nập, ở phía sau là những dòng xe. Đây là đại lộ Phạm Văn Đồng nha quý bà con, đại lộ Phạm Văn Đồng. Dạ xin phép ông chủ nha, cho em quay. Dạ ở đây là phố Ông Đồ. Chào em trai. Chào em trai, cho chị hỏi đây, mình làm cái ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Dạ đây là làm năm đầu tiên rồi. Năm đầu tiên hả em? Năm nay mà đại dịch đã đi qua thì em thấy như thế nào? Vừa qua thì cái dịch bệnh của mình vừa qua thì hiện nay hôm nay thì kinh tế của mọi người cũng hơi khó khăn. Dạ là người ta lựa chọn cái sản phẩm của mình và cũng tâm về cái giá cả và cũng như là cái kinh tế của mọi người. Thật sự là khi mà chị hôm nay là anh cứ ngồi đây nha, xin phép anh nha. Ở đây là cái gian hàng mà ở tại Gigamon. Nếu quý bà con nào có đến Gigamon á thì ghé phố Ông Đồ để em trai viết ra những cái tấm thiệp như thế này, rất là đẹp, để mình làm kỷ niệm, coi như là chúc trong những dịp Tết gặp nhiều may mắn luôn. Đó, đây là em trai viết ha, nếu mà khách có nhu cầu thì đến đây. Đây là những cái chữ mà phố Ông Đồ viết. Quý bà con thấy là Tết năm nay cũng rất là xung vầy, rất là vui, được trang trí. Tại vì một năm đại dịch, ba năm đại dịch đã đi qua thì năm nay rất là bà con rất là vui và được đi lại tự do ha. Em làm về ngày này được bao lâu rồi? Dạ em làm tính tới thời điểm bây giờ thì em làm được 10 năm rồi. Vậy đó. Ông đồ này có quá nhiều kinh nghiệm quý bà con ơi. Nếu mà ai có dịp mà đi qua Gigamon thì ghé đây để chiêm ngưỡng những cái nét chữ ông đồ như thế này để mang lại may mắn cho mình ha. Đó, rất là điêu luyện, tại vì ông đồ đã làm được 10 năm rồi, quá dày dặn kinh nghiệm luôn rồi. Mình sẽ đặt gian hàng đây tới khi nào để chị giới thiệu cho khách ghé thăm tới ngày 25 tháng 2, tức là gần tháng gì. Vậy hả? Quý bà con thân mến, ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại là những cái gian hàng giống như ông đồ chia sẻ
thì hoạt động cho tới ngày 15 tháng giêng, có nghĩa là ăn ăn Tết lớn đó, hết bùng ra tới mền luôn ha em. Xin hỏi em có thể giới thiệu cho khán giả biết là mình tên gì không? Dạ em tên là Hồ Hiểu. Hồ Hiểu. Dạ, trong nghề kinh doanh em hoặc là Hồ Hiểu luôn. À. Dạ. À, thường thì mình hoạt động ở đâu cơ? À, bình thường thì em làm bên điện ô tô, chỉ có những cái ngày Tết đến thì em mới hoạt động bên cái lĩnh vực nghệ thuật này. À vậy hả? Coi như là đa nghề dữ vậy đó hả? Trời, xuất sắc luôn quý bà con ơi, rất là em trai rất là đa nghề. Thường thì làm công việc khác nhưng mà dịp tới thì viết những cái chữ ông đồ như thế này để cho quý bà con cô bác đôi khi nhận được những cái tấm thiệp như thế này và viết chữ lên. Đó, đây là những cái tấm mà cái policy. Ừ. Ở đây thì em sẽ viết yêu cầu của khách hàng, ví dụ như là chúc ba sức khỏe, chúc em bình an thì gì đó. À. Viết yêu cầu của mọi khách hàng. Dạ yeah, hả? À. À nếu mà viết như vậy thì một tấm như vậy thì giá khoảng bao nhiêu? Dạ một tấm như vậy thì 15.000. Ở trong policy thì nó sẽ kèm cho một cái câu chúc viết bằng tiếng Pháp. À. Dạ. Quý bà con thân mến, nếu như mà có dịp ghé ở chỗ trung tâm thương mại phía trước đại sảnh ha, thì quý bà con sẽ được chiêm ngưỡng ông đồ viết và viết theo cái yêu cầu của mình, thì quý bà con đặt hàng và viết tại chỗ và mang về luôn, thật sự là rất là ý nghĩa. Còn phía trước đó là mình bán những dụng cụ đi kèm hả em? À. Nếu như quý khách bà con nào mà có đến đây thì mình sẽ mua những cái vật kỷ niệm này em về mình tặng cho gia đình. Mình tặng cho gia đình. Ok. Ghé đây thăm thì cũng ủng hộ em trai, ủng hộ ông đồ. Em viết cho chị một cái phong bì tặng mẹ chị. Chị thì không rành những câu đố, em có thể là đưa ra những cái câu đố nào mà em viết ra. Mẹ thì nếu mà một người lớn thì cần sức khỏe bình an, nên là em nghĩ là viết cái chữ là chúc mẹ bình an thì nó sẽ hợp lý. À ok hả? Yeah. Ok rồi. Phương Văn sẽ chọn một cái tấm thiệp, một cái tấm chúc mừng năm mới cho mẹ, chúc mẹ sức khỏe bình an. Thật sự là mẹ Phương Văn thì trong năm qua cũng bệnh tật, cũng đi xa lăng. Và bây giờ thì đã bỏ xa lăng tập đi lại được rồi. Năm nào cũng về thăm mẹ để cho mẹ vui. Đôi khi tuổi già sức yếu mong Tết mong con về lắm. Rồi bây giờ nhờ ông đồ viết cho chị một cái thư, một cái thiệp chúc Tết nha. Rồi quý bà con chiêm ngưỡng Hồ Hiểu, cái tên cũng rất là đặc biệt. Thật sự là học viết thư pháp này cũng không phải là dễ nha quý bà con, mình phải học. Tại vì từng nét chữ với lại nó phải luyện tập. Chứ còn nếu mà bình thường thì tay ngang thì không có luyện tập thì chắc viết không được đâu. Lấy miếng này dễ cho chị quay luôn hay không? Dạ để em giới thiệu luôn cho. Giới thiệu dân cho. Dạ 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 dạ. Dạ. Đây là Phương Văn mở hàng cho ông đồ. Chúc năm nay làm ăn phát đạt, coi như là ra những sản phẩm nào là hết sản phẩm đó luôn. Kính thưa quý vị khán giả, ít có dịp mà chúng ta tiếp cận được những cái gian hàng cổ xưa, tại vì những cái năm đại dịch đi qua thì bà con cô bác cũng kinh tế cũng còn khó khăn, và năm nay thì là năm khởi sắc để bà con cô bác làm ăn phát đạt, hy vọng là năm mới kinh tế phát triển và lấy lại những tháng năm ngày xưa đó, thì hy vọng là mọi điều tốt lành. Nhưng mà năm nay không quan thấy là khởi
khởi đầu của năm nay, năm 2024 thì bà con cô bác rất là vui phấn khởi và đi lại cũng tự do. Đại dịch Covid thì cũng đã đi qua, coi như là đã hạn chế rất là nhiều, cho nên không còn cách ly giống như ngày xưa trên toàn thế giới mà quý bà con cách ly. Ngày xưa thì Phương Văn ở nhà cách ly là 7 tháng trời ở nhà. Đây là một cái khu nữa cũng là của phố ông đồ luôn quý bà con. Đây bây giờ Phương Văn đang đứng trong này, Phương Văn đưa cho quý bà con. Đây là những cái chữ mà viết phố ông đồ này đó. Ở đây rất là trang trí, rất là đẹp luôn ha quý bà con đó. Phương Văn đi đến đây cũng như là view lên cho tất cả quý bà con để xem, nếu mà ai có dịp thì đến trước trung tâm Giamon để mua những cái sản phẩm này tặng cho gia đình cũng như là cho tất cả quý bà con cô bác nào mà muốn mua những cái sản phẩm gì thì mình mua ha. Đó, rất là tấp nập luôn. Rồi ở đây là có những cái dụng cụ bút viết. Nếu mà khán giả nào qua đây thì ủng hộ ông đồ tên là Hồ Hiểu. Phải nói là công việc mà không phải ai cũng làm được. Mình viết xong để cho mau khô là mình thổi hả? Đúng rồi. Ta lấy liền đúng không? Sấy để cho người ta lấy liền. Đúng rồi. Có đầy đủ đồ nghề. Đầy đủ đồ nghề quý bà con đây. Nếu mà quý khán giả nào có đi Gigamon thì ghé đây phố ông đồ Hồ Hiểu sẽ viết cho quý bà con ha. Đó. Phương Văn sẽ viết một cái phong bì để về tặng mẹ, nó mang rất là nhiều ý nghĩa đối với mình. Đây là quý bà con, Phương Văn nhận được là chúc mẹ bình an, là Phương Văn thấy là rất là có ý nghĩa, rất là xúc động khi mà nhận được những cái tấm thiệp này. Ok, cảm ơn em trai rất là nhiều nha. Em giới thiệu đây chị dễ cho. Ở đây là những cái tranh này là sao em giới thiệu cho quý bà con biết đây. Dạ, đây là sản phẩm chạm gỗ cao cấp. Cho nên bên em thì sẽ có những cái sản phẩm chạm gỗ gì đó. Những cái này là em điêu khắc bằng tay 100%. Điêu khắc chạm gỗ. Dùng máy móc thì có một số khách hàng người ta nhìn vào người ta nói là sẽ đưa vào máy CNC này nọ, khắc này nọ. Cái này là khắc bằng tay. Khắc bằng tay. Kính thưa quý vị khán giả, một cái bức tranh này là ông đồ Hồ Hiểu đã làm bằng tay khắc trên gỗ chứ không phải bằng máy móc. Em cái chữ này là ý nghĩa gì? Chữ này là chữ an, cái ý nghĩa của nó là mang lại sự bình an cho mình, cũng như em viết ở trên đây một cái dòng chữ là gia đình vạn sự bình an, tài vô lộc đến, phúc duyên tròn đầy, là mình được một cái sự an của cả một cái gia đình của mình. Trời ơi, câu hay quá ha. Gia đình vạn sự bình an, tài vô lộc đến, phúc duyên tròn đầy, phúc duyên tràn đầy. Ồ hay quá ha. Biết chữ đến chữ tiếng thì nó sẽ mang ý nghĩa nhiều hơn. Okay. Rồi từng cái bức tranh này nữa, từng cái bức tranh này là luôn. Tranh này là cũng vẻ lên. Đây là thể loại vẽ chứ không phải là tranh lên, đây là vẽ trực tiếp bằng tay. Vẽ trực tiếp bằng tay. Đây là vẽ trực tiếp bằng tay quý khán giả ơi. Còn những cái bức tranh này là quý vị khán giả thấy là đóng bằng gỗ rất là đẹp luôn. Đó. Mà giá là có niêm yết ở đây đúng không? Cái bức tranh này giá 900.000 đó, thì giá cũng mềm cho nên quý bà con cô bác có thể là đến đây cái gian hàng của Hồ Hiểu ở trước cổng Gigamon để quý bà con lựa chọn cho những cái bức tranh đây Hồ Hiểu. Những cái bức tranh mà thường thường thì những cái năm trước thì em đăng ký ở đâu? Những năm trước thì
có một số năm trước á thì em làm ngoài nhà máy thanh niên, rồi sau đó thì những năm gần lại đây á thì em sẽ làm ở bên ngoài, chủ yếu là bên ngoài. Năm trước thì em làm vàng ở Gò Vấp, nay thì em làm ở đây. Năm nay mới đăng ký gian hàng đây. Năm nay thì thấy đăng ký gian hàng đây là thấy rất là vui, tại vì trước cổng Giamon khách ra vào thì nhìn thấy liền, rất là thuận lợi ha. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn đang đứng với ông Đồ Hồng Hiểu. Nếu mà quý bà con nào mà có dịp đến Giamon thì đến gian hàng của ông Đồ Hồng Hiểu để tìm hiểu những câu đố cũng như là những bức tranh đem về cho treo trong gia đình ý nghĩa trong mai trong cái năm mới. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn. Rồi bây giờ rất là tấp nập nha quý bà con, rất là tấp nập luôn. Ở đây là bây giờ hiện tại chắc em khu này rất là đông đúc luôn, rất là đông nha quý khán giả. Đó, rất là đông. Bây giờ Phương Văn sẽ đi vào đây. Tất cả quý khán giả thấy hôm nay là khách rất là đông, đến đây rất là nhộn nhịp. Rồi Phương Văn đang đứng đây với quý khán giả. Đây trung tâm Giamon có phố ông Đồ và ở đây rất là nhộn nhịp ở trong cái khu này. Đó. Bây giờ Phương Văn sẽ đi qua một lần nữa cho quý bà con xem. Đó. Phải nói là cái khu này rất là nhiều quý bà con check in cũng như là quay kỷ niệm những cái khung cảnh. Đó. Ở đây quý bà con thấy nè, đây là cái mai thiệt nha. Ở đây là cái mai thiệt nha quý bà con. Hạn chế đụng vào để nó rớt bông. Đó. Ở đây thì trang trí trước cổng Giamon rất là nhiều khách đến đây để check in, để chụp lưu lại những kỷ niệm của mình. Và ở đây là cũng làm nghệ nhân làm hình con rồng ở trên thân bằng trái tắc. Ok rồi thì thôi Phương Văn tới đây thì Phương Văn xin chúc cho tất cả quý bà con cô bác một mùa xuân năm mới năm 2024 đạt nhiều thắng lợi, thành công và may mắn nha.